Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 24/9/2020 có những nội dung chính như sau. Tổng kết phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020. Huyện Tuyên Hóa tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cảnh báo tình trạng tội phạm đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Với chủ đề phát huy truyền thống quê hương Hai Giỏi, đoàn kết đổi mới sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ 5 năm 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đại hội thi đua yêu nước là dịp để biểu dương kết quả, tôn vinh cả tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và cả tầng lớp nhân dân trong 5 năm qua. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ 5 sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua trên cả lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình giao lưu Rạng ngời truyền thống quê hương Hai Giỏi trên sóng QVTV vào lúc 20:05 ngày 12/10/2020 và truyền hình trực tiếp Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ 5 giai đoạn 2021-2025 vào lúc 8:00 ngày 13/10/2020 trên sóng QVTV. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 24 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua biểu dương điển hình dân vận khéo giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng cả đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể địa phương cùng chỉ 10 điển hình dân vận khéo trong toàn tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua dân vận khéo đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp của tỉnh Quảng Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp các ngành đã nhận thức ngày càng đúng đắn và sâu sắc về ý nghĩa, nội dung của phong trào thi đua dân vận khéo, hướng trọng tâm vào việc thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng Đảng, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào được triển khai với nội dung cụ thể phong phú từ tỉnh đến cơ sở, trong đó chú trọng đến việc xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, tỉnh Quảng Bình đã xây dựng và nhân rộng được hơn 5.600 mô hình điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chính hội nghị nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát động đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo với chủ đề tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 với các nội dung trọng tâm như sau. Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy về công tác dân vận nói chung, về phong trào thi đua dân vận khéo nói riêng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của công tác dân vận, về ý nghĩa, mục đích, nội dung, phương thức thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trong tình hình mới. Xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn quân, toàn dân, là giải pháp quan trọng góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh,
phải quán triệt và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Những người phụ trách trên mình cần phải bắt bì, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mày đầy. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng trọng tâm phong trào vào thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, văn hóa công sở, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Thứ ba, cấp ủy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng kế hoạch nội dung thực hiện phong trào thi đua trong năm tới, gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, củng cố, nhân rộng các điển hình dân vận khéo, xây dựng được nhiều điển hình dân vận khéo, bảo đảm tính bền vững, hiệu quả trong các cấp, các ngành, các lĩnh vực, thực hiện có hiệu quả nền nếp công tác sơ kết, tổng kết, công nhận biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, đôn đốc chỉ đạo thực hiện tốt việc đưa nội dung công tác xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo vào tiêu chí đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương. Thứ tư, các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác dân vận để tiếp tục đổi mới, tăng cường chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo bằng các nội dung, giải pháp cụ thể gắn với chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo cơ chế chính sách huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực, sự đồng thuận cao trong nhân dân để thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ. Thứ năm, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện gắn với các phong trào thi đua dân vận khéo, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của từng tổ chức thành phong trào thường xuyên, rộng khắp, huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Thứ sáu, ban dân vận các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan nhà nước, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, đẩy mạnh việc nghiên cứu các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức thực hiện phong trào thi đua, xây dựng, nhân rộng ngày càng nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên cơ sở các nội dung thi đua trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể cụ thể hóa thành nội dung thi đua sát hợp với từng địa phương, đơn vị, từng tổ chức để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Trước mắt cần tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17, đại hội lần thứ 13 của đảng trong thời gian tới. Với tinh thần quyết tâm đoàn kết đổi mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi các cấp, các ngành, mặt trận đoàn thể, các tổ chức quần chúng và các tầng lớp nhân dân tiếp tục chế lên phong trào thi đua dân vận khéo sôi nổi, hiệu quả, rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Dịp này, 27 tập thể và 18 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen. 28 tập thể và 17 cá nhân đã được trao giấy chứng nhận điển hình trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã đề nghị Ban Dân vận Trung ương tặng bằng khen cho hai điển hình dân vận khéo. Chiều nay ngày 24 tháng 9 tại thành phố Đồng Hới, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị thông tin về tình hình thế giới, kết quả công tác đối ngoại, tình hình biên giới trên bộ và trên biển trong thời gian gần đây. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thông tin về tình hình thế giới, khu vực và những thành tựu trong công tác đối ngoại của Việt Nam trong thời gian gần đây. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, Việt Nam vẫn giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định để tạo điều kiện phát triển, xây dựng mối quan hệ tốt với các nước lớn, nước láng giềng, khu vực, nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Thứ trưởng Lê Hoài Trung cũng thông tin về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, những thách thức và cơ hội từ đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế nước ta, tình hình biên giới Việt Nam-Lào và một số nét chính về tình hình Biển Đông hiện nay. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông thời gian gần đây, quan điểm phương châm thực hiện của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì, giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ theo luật pháp quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của các nước trên thế giới, kết hợp giữa đấu tranh với hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương ở khu vực Biển Đông nhằm đảm bảo lợi ích dân tộc, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đánh giá cao những thành tựu, kết quả của tỉnh Quảng Bình trong thực hiện các chính sách đối ngoại trên tuyến biên giới đất liền và trên biển thời gian qua. Đồng thời, đề nghị tỉnh trong thời gian tới cần phát huy để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác đối ngoại. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã cập nhật những thông tin hết sức cần thiết, cấp bách, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Quảng Bình kịp thời cập nhật các chính sách đối ngoại phù hợp trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiếp tục triển khai tốt hơn công tác đối ngoại trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của tỉnh tiếp thu, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trong công tác thông tin đối ngoại, bảo vệ lợi ích chủ quyền biển, hải đảo quốc gia, nâng cao năng lực phát triển kinh tế gắn với xây dựng quốc phòng an ninh vững mạnh. Chiều nay ngày 24 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn về kết quả thực hiện công tác đối ngoại của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã triển khai hợp tác hữu nghị toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh với các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hợp tác với Cuba, nhất là trong lĩnh vực y tế, phát triển mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, với các nước phát triển trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Cộng hòa Séc, Đức, Australia và nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cả doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đa quốc gia. Thông qua các hoạt động hợp tác đối ngoại, tỉnh Quảng Bình đã xây dựng và củng cố quan hệ với các đối tác, qua đó tranh thủ được nguồn vốn đầu tư, khoa học công nghệ, trình độ quản lý, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần xây đắp tình đoàn kết, hòa bình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Quảng Bình nói riêng với bạn bè quốc tế, đóng góp hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh tại địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình cũng đã tập trung triển khai có hiệu quả công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia, cả trên tuyến biên giới đất liền và trên tuyến biên giới biển, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tuyến biên giới hòa bình ổn định, hợp tác hữu nghị và phát triển. Quan tâm triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh Quảng Bình với bạn bè trên thế giới, trong đó tập trung vào những thế mạnh tiềm năng nổi bật của tỉnh, đặc biệt là di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Bình trong thực hiện công tác đối ngoại, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, tỉnh Quảng Bình tiếp tục triển khai thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế theo hướng thực chất và hiệu quả, đặc biệt là tiếp tục quan tâm củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh của nước bạn Lào, tăng cường các hoạt động hợp tác đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh đổi mới công tác vận động thu hút nguồn vốn ODA và NGO nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đồng thời, tỉnh cũng cần tập trung triển khai tốt các giải pháp ngăn chặn việc đánh bắt hải sản bất hợp pháp, tăng cường quản lý các tàu cá để tránh vi phạm vùng biển nước ngoài. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Ngoại giao đối với tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua.
Thông qua các ý kiến góp ý của đoàn công tác, tỉnh Quảng Bình sẽ nghiêm túc tiếp thu để xây dựng, hoàn thiện định hướng cả chỉ tiêu, mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là trên các lĩnh vực về hợp tác quốc tế và các vấn đề về biên giới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Ngoại giao. Về phía tỉnh Quảng Bình sẽ tích cực phối hợp, đồng hành cùng Bộ Ngoại giao để hoàn thành các nhiệm vụ về công tác đối ngoại trong thời gian tới. Chiều nay ngày 24 tháng 9 tại thành phố Đồng Hới, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác, sơ kết 2 năm thực hiện cam kết xây dựng chính quyền điện tử và tổ chức lễ công bố hệ thống một cửa điện tử và cổng dịch vụ công, khởi động trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Bình. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020 và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 5 năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các sở, ban ngành địa phương cùng với VNPT Quảng Bình phối hợp triển khai nhiều chương trình, dự án, đề án về phát triển viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin đã được đầu tư phát triển nhanh chóng, hiện đại, đồng bộ. Sóng di động 3G, 4G, Internet tốc độ cao, truyền hình số được phủ rộng khắp hầu hết các địa bàn của tỉnh. Sự kiện khai trương dịch vụ băng rộng Internet của VNPT tại hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch đã đánh dấu việc hoàn thành mục tiêu thực hiện quang hóa 100% hạ tầng đường truyền đến các cơ quan đảng, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế các cấp và người dân trên toàn bộ địa bàn tỉnh Quảng Bình. Cũng trong giai đoạn 5 năm 2015-2020, VNPT Quảng Bình đã đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng Internet ở 151-151 xã, phường, thị trấn của tỉnh Quảng Bình với tổng số 438 dự án, tổng vốn đầu tư 414 tỷ đồng, tổng số 184 trạm viễn thông đầu tư mới, tổng số km cáp quang đã đầu tư trong giai đoạn là 4.030 km. Đặc biệt trong xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành triển khai 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo nghị quyết của Chính phủ. Số lượng hồ sơ giao dịch trên hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công ngày càng tăng. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai đến Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Hệ thống phòng họp không dây đã triển khai được ở một số phiên họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trung tâm đô thị thông minh đã được đưa vào ứng dụng triển khai thí điểm. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận hợp tác của tập đoàn VNPT đã đồng hành với tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đánh giá cao nỗ lực của các cấp các ngành, của Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian qua. Để thực hiện tốt hơn thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và tập đoàn VNPT trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tập đoàn VNPT không ngừng hiện đại hóa hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng chính quyền điện tử hướng tới chuyển đổi số, hỗ trợ cung cấp các giải pháp về dịch vụ đô thị thông minh, hỗ trợ nhân lực để quản lý vận hành trung tâm điều hành thông minh và trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh Quảng Bình sẽ tạo mọi điều kiện cũng như chủ động hợp tác với VNPT trong xây dựng chính quyền điện tử và đề nghị các ban ngành địa phương tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tận dụng lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và tập đoàn VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025. Ba tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020 đã được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dịp này, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo tập đoàn VNPT cùng đại diện các sở, ban ngành liên quan đã nhận nút khai trương hệ thống cổng dịch vụ công với hệ thống một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình. Cũng tại buổi lễ, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo tập đoàn VNPT cùng đại diện các sở, ban ngành liên quan đã nhận nút chính thức khởi động trung tâm điều hành thông minh IOC tỉnh Quảng Bình. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Quảng Bình triển khai thực hiện. Tập đoàn VNPT đã hỗ trợ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình hệ thống màn hình giám sát điều hành thông minh và một số hạng mục phụ trợ trị giá 2,8 tỷ đồng. Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC Quảng Bình
trước mắt thử nghiệm các dịch vụ, giám sát, điều hành chỉ tiêu báo cáo, thống kê kinh tế xã hội, thông tin giám sát điều hành lĩnh vực dịch vụ công và một cửa điện tử, thông tin phản ánh hiện trường và kiến nghị của người dân, thông tin giám sát tàu cá, giám sát an ninh trật tự tại khu vực Đồng Hới, giám sát an toàn thông tin mạng tại Trung tâm Dữ liệu Điện tử tỉnh và giám sát an toàn thông tin cho người dùng. Sáng nay ngày 24 tháng 9 tại thành phố Đồng Hới, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình để công bố quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ và quy hoạch khu kinh tế quốc phòng Minh Hóa Tuyên Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã công bố quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển các khu kinh tế quốc phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, đến năm 2025, cả nước có 31 khu kinh tế quốc phòng, trong đó có khu kinh tế quốc phòng Minh Hóa Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình. Phạm vi quy hoạch chi tiết, dự án khu kinh tế quốc phòng Minh Hóa Tuyên Hóa nằm trên địa bàn các xã Dân Hóa, Trồng Hóa, Hóa Sơn, Thường Hóa của huyện Minh Hóa và xã Thanh Hóa của huyện Tuyên Hóa với 56 thôn bản. Diện tích đất tự nhiên của vùng dự án quy hoạch là trên 102.900 ha, dân số hơn 20.600 người. Tổng nguồn vốn quy hoạch đầu tư xây dựng của dự án là gần 606 tỷ đồng. Trong đó vốn quốc phòng đến năm 2025 là 250 tỷ đồng, do đoàn kinh tế quốc phòng chỉnh 2, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm chủ đầu tư. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, khu kinh tế quốc phòng Minh Hóa Tuyên Hóa có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh Quảng Bình. Chính vì vậy, tỉnh sẽ quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn kinh tế quốc phòng chỉnh 2 triển khai thực hiện dự án theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật. Đồng thời sẽ tích hợp quy hoạch của dự án vào quy hoạch chung của tỉnh nhằm huy động có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các sở ban ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án khu kinh tế quốc phòng Minh Hóa Tuyên Hóa, đồng thời sớm hoàn thành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đoàn kinh tế quốc phòng chỉnh 2, xây dựng doanh trại và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra. Hôm nay ngày 24 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Nguyễn Mạnh Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và bà Cao Thị Giang đã có các buổi tiếp xúc với cử tri huyện Minh Hóa và huyện Tuyên Hóa trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Theo đó, kỳ họp dự kiến được tổ chức trong hai đợt, đợt 1 từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10, đợt 2 từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, một dự thảo nghị quyết cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri huyện Tuyên Hóa đã kiến nghị một số vấn đề như bất cập trong công tác quản lý, tinh gọn bộ máy bán chuyên trách cấp xã. Chính quyền huyện Tuyên Hóa cần có phương án xây dựng cầu treo Kim Tiến ở xã Kim Hóa, cầu vượt lũ ở xã Thanh Thành, đồng thời bố trí kinh phí xây dựng kè chống sói lở bờ sông Danh đoạn qua xã Thanh Thành, v.v. Cử tri huyện Minh Hóa đã kiến nghị một số vấn đề như việc triển khai thực hiện tiêu chí đường giao thông nông thôn đến nay còn chậm, xem xét ra soát lại việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, quan tâm giải quyết các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng và chế độ bảo trợ cho người tàn tật cao tuổi. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã tiếp thu và giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp phân loại để chuyển đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 60 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa với tổng trị giá trên 90 triệu đồng. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Huyện Tuyên Hóa tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cảnh báo tình trạng tội phạm đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm loài tài nguyên có tính chất giống nhau trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quyết định sẽ điều chỉnh giá tính thuế một số loài tài nguyên và bổ sung giá tính thuế của một số loài tài nguyên trên địa bàn tỉnh như quặng quarsit, quặng titan hỗn hợp, yến sao thiên nhiên, khí carbonic thu hồi từ nước thiên nhiên, v.v.
Trường hợp giá bán của loại tài nguyên có biến động tăng giảm hoặc phát sinh loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh chưa quy định trong bảng giá của tỉnh, thì các đơn vị gửi văn bản về Sở Tài chính để Sở chủ trì phối hợp với các ngành trong việc xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành điều chỉnh bổ sung danh mục và mức giá tính thuế tài nguyên. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2020. Hiện nay trên địa bàn huyện Minh Hóa có 284 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 183 công trình chuyển tiếp và 101 công trình khởi công mới. Cụ thể, huyện Minh Hóa đang quản lý 266 công trình, tỉnh quản lý 18 công trình với tổng nguồn vốn trên 215 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 102 tỷ đồng. Nhìn chung, cả công trình xây dựng đã được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn. Công tác giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực và tương đối hiệu quả. Huyện Minh Hóa cũng đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán 36 công trình và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 80 công trình. Trong 5 năm qua, huyện Tuyên Hóa đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống cây có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, qua đó góp phần tăng giá trị canh tác và nâng cao thu nhập cho người dân. Trước đó, huyện Tuyên Hóa đã tổ chức các lớp tập huấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đồng thời xây dựng những mô hình điểm để nhân rộng. Đến nay, huyện Tuyên Hóa đã chuyển đổi được gần 230 ha đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng rừng, cây ăn quả, cây dược liệu và cây nông nghiệp ngắn ngày. Bước đầu, việc chuyển đổi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng một đơn vị diện tích. Trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, huyện Tuyên Hóa sẽ tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của địa phương, qua đó góp phần hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Đồng Hới thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, gây tâm lý hoang mang cho người dân và ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình trật tự an toàn xã hội của địa phương. Mặc dù cửa trên ban công của ngôi nhà này tương đối cao, tuy nhiên, nhận thấy sơ hở của chủ nhà, đối tượng trộm cắp đã trèo lên tường của nhà bên cạnh, sau đó leo sang, đột nhập vào nhà và lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Hôm nay nhà em đi thì chủ quán ở tầng 2 ban công cái lồng cửa. Nên hẳn là thể được nên treo lên vào tôm. Để có tiền chơi game, đối tượng Thái Văn Hiệp, sinh năm 1999, thường trú tại tỉnh Đắk Nông, thường xuyên lang thang trên các tuyến đường của thành phố Đồng Hới để tìm sơ hở của người dân, sau đó đột nhập vào nhà và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ Thái Văn Hiệp. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hiệp khai nhận đã thực hiện chính vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ một điện thoại di động, một máy tính bảng, một loa nghe nhạc, một đồng hồ đeo tay là tài sản trộm cắp. Thấy nhà họ mở cửa, hờ thì em lèn vào thì trộm. Có nhà thì hờ cửa gió, nhà thì hờ cửa sổ, rồi em lèn vào trong nhà. Lúc đầu em thấy những tài sản như có giá trị như điện thoại, tiền mặt, laptop. Xong em lấy về, em đi bán. Xong em về nợ tiêu xài về chơi game. Tuy hoạt động đơn lẻ, nhưng mà thường xuyên là cứ tròn vào các cái thời điểm mà ít người, thời điểm mà đêm hôm này hoặc là buổi trưa này là vắng vẻ để hoạt động, tránh được sự phát hiện của quần chúng nhân dân. Cho nên khi thu thập tài liệu rất là khó khăn, thu thập tài liệu mà việc mà đối tượng trộm trong tài sản là đưa đi tiêu thụ ngay, khó để lần theo dấu vết của tài sản, cho nên cũng rất là khó khăn cho cái việc thu thập tài liệu chứng cứ. Chỉ vì vậy mà phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thì lúc đó mới đưa đến cái thành công trong cái việc là bắt giữ đối tượng để làm rõ hành vi của đối tượng. Công an tỉnh Quảng Bình khuyến cáo, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động trong việc tự quản và bảo vệ tài sản của mình. Những người là bị hại của các vụ trộm cắp tài sản thì cần đến ngay cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 24 ngày 25 tháng 9 năm 2020. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%.
Khu vực thị xã Ba Đồn mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 64 đến 94 phần trăm. Khu vực thị trấn Phong Nha mới thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 97 phần trăm. Khu vực thị trấn Hoan Lão mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 63 đến 93 phần trăm. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 94 phần trăm. Khu vực thị trấn Quảng Hào mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 94 phần trăm. Khu vực thị trấn Kiến Giang mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 67 đến 96 phần trăm. Vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 9 năm 2020 mới thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 97%.